Vâng, đang thấy là con trẻ con của cụ này vừa tắm xong. Vừa tắm xong cho sàng lọc. Thay lông đã được từng này rồi. Ăn, hào ăn tham. Cho bạn chơi được xem. Vừa tắm xong ấy. Lông ướt hết. Ăn lửa này hay lông chưa xong. Con này ăn tham nuốt chừng. Trên này có đang tắm cho một đàn ở trên này nữa luôn. Đang chờ tắm chưa bỏ ra. Các bạn theo dõi video trên kênh Cám Chim Lết Việt. Chào các bạn. Cám. Phần rất là đẹp. Đây là dế. Đây là trẻ con. Hào ăn không? Đây là con lửa. Rơi mất. Cho cậu.